Xin chào quý vị và các bạn. Những thông tin về tình hình thi công hai tòa tháp có 55 tầng và cao 240m Spirit of Sài Gòn. Và đối diện là cận cảnh thi công ga ngầm Metro Bến Thành của tuyến Metro số 1. Trước mặt là hình ảnh thi công 10 tầng khối đế đến thời điểm này của công trình tháp đôi Spirit of Sài Gòn cao 55 tầng. Dự án The Spirit of Sài Gòn. Đây là dự án do công ty Sài Gòn Glory thuộc công ty con có 100% vốn chủ sở hữu của tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Công trình có một quá khứ khá long đong. Theo thiết kế, sẽ gồm hai tòa tháp có số tầng khác nhau và được nối với nhau bằng khối đế 10 tầng, có 6 tầng hầm, một tháp cao 48 tầng và một tháp cao 55 tầng. Nó còn có tên gọi khác là cao ốc khu tứ giác Bến Thành, khi có 4 mặt tiền giáp các đường Phạm Ngũ Lão, Can Mét, đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Phó Đức Chính. Hình dáng khuôn viên đất có các cạnh như một hình tứ giác, không đều nhau. Công trình lại có một vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố, lại nằm liền kề với nhà ga Metro ngầm, trung tâm của các tuyến Metro, và đối diện với khu vực chợ Bến Thành, một công trình biểu tượng của thành phố có tuổi đời gần 110 tuổi. Vị trí bao quanh là nhiều cao ốc lớn giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, dự án có tên là The One, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2015 với mục tiêu hoàn thành năm 2017, thế nhưng mới xây dựng xong phần hầm thì sau đó liên tục bị trì hoãn xây dựng do vấn đề thu xếp vốn và điều chỉnh thiết kế để phần hầm tòa nhà kết nối được với tuyến tàu điện ngầm ga Bến Thành kề bên. Sau khi thi công xong hầm một thời gian khá dài, dự án đã bất động. Mãi đến cuối năm 2019 thì dự án bất ngờ đã chuyển đổi chủ đầu tư từ công ty tập đoàn Bitexco qua công ty con là công ty Sài Gòn Glory. Nói thêm, công ty Sài Gòn Glory được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh với 100% vốn thuộc tập đoàn Bitexco. Đồng thời, cùng cuối năm 2019, công ty cổ phần xây dựng Cotecon tiến hành khởi công 10 tầng khối đế. Theo dự kiến ban đầu, nhà thầu sẽ hoàn thành các hạng mục thi công khối đế và bàn giao cho chủ đầu tư trong vòng 10 tháng thi công. Thế nhưng, khi thi công khối đế đã gây ảnh hưởng đến công trình lân cận là nhà bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, là công trình di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố có tuổi đời khá lâu. Còn các nhà dân khu vực lân cận đã may mắn nằm cách một con đường khá rộng so với dự án nên chưa bị ảnh hưởng nhiều. Bảo tàng bị sụt lún mạnh là do nằm quá gần công trình, lại có tuổi thọ công trình lâu đời và chỉ cách một con đường Lê Thị Hồng Gấm chỉ khoảng chục mét nên đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Do sự cố trên đã gây lún và nứt một số hạng mục kiến trúc nhà bảo tàng. Vì vậy, dự án Spirit of Sài Gòn bị dừng thi công khoảng gần 2 tháng trong năm nay. Dù trước đó, Cotecon thi công có tiến độ khá tốt. Lý do dừng có thể để chủ đầu tư và đơn vị thi công phải trình phương án khắc phục một số hạng mục hư hỏng bên trong và bên ngoài khuôn viên bảo tàng mỹ thuật. Theo đó, phương án tu sửa bảo tàng đó là thi công móng bằng bê tông cốt thép của đoạn tường rào lún nứt nghiêng lệch, tường nhà bảo vệ và nhà kho của bảo tàng, tạo hình lại kiến trúc cột và vách theo đúng thiết kế hiện trạng, kể cả màu sắc, và lát lại vỉa hè. Đối với cổng bảo tàng phía đường Lê Thị Hồng Gấm bị hỏng sẽ được phá dỡ tường nghiêng, xây lại trụ cổng bằng bê tông cốt thép, nâng độ cao để hai cánh cổng sắt đóng mở bình thường được. Chắc chắn toàn bộ kinh phí khắc phục sẽ do chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm. Sau khi chủ đầu tư cho thi công khắc phục thì dự án đã được nhà thầu Cotecon cho thi công trở lại của hạng mục 10 tầng khối đế còn dang dở. Vì những sự cố trên nên tiến độ bàn giao 10 tầng khối đế không đạt như dự kiến ban đầu. Hiện nay, tiến độ dự án đã thi công phần thô đến tầng thứ 10. Theo quy hoạch, Spirit of Sài Gòn được xây trên tổng diện tích 8.600m2 đất, diện tích sàn xây dựng khoảng 180.000m2, bao gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và được bố trí cách xa nhau. Chức năng chủ yếu là làm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao và số lượng giới hạn căn hộ siêu cao cấp. Dự án dù thành phố cho lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2024, nhưng chủ đầu tư sẽ tập trung đẩy nhanh hoàn thành dự án vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo nhiều thông tin thị trường, Spirit of Sài Gòn sẽ phá kỷ lục về giá bất động sản siêu sang, có giá bán cao nhất trên thị trường hiện nay. Được biết với giá bán được dự báo lên đến 460 đến 570 triệu đồng trên mét vuông, một mức giá có thể nói dành cho giới siêu giàu. Nói thêm,
Spirit of Sài Gòn, do nhà phát triển dự án, là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Unigreen. Nghe cái tên Unigreen có vẻ khá xa lạ trên thị trường bất động sản. Công ty này chỉ vừa thành lập vào tháng 2 năm 2019. Đến tháng 11 năm 2019, công ty Unigreen đổi tên thành công ty phát triển và quản lý Sunny World. Thương hiệu Sunny World đang là nhà đầu tư, nhà quản lý một loạt dự án đình đám, khách sạn hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh như Sài Gòn Peninsula tại Mũi Đèn Đỏ ở quận 7 có mức đầu tư 6 tỷ đô, khách sạn Times Square và tòa nhà Union Square. Tất cả được cho là có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Còn dự án kế bên là ga metro ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1. Hạng mục công việc thuộc gói thầu CP1A được ký hợp đồng với nhà thầu liên danh là công ty Sumitomo và Sienco 4 và khởi công vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Đang thi công khu vực ga ngầm Bến Thành và hầm đào hở trên đường Lê Lợi. Nhà ga trung tâm Bến Thành cùng với ga nhà hát thành phố và ga Ba Son là một trong ba ga ngầm của tuyến metro số 1, nằm tại khu vực trung tâm thành phố và có vị trí quan trọng, kết nối trực tiếp chợ Bến Thành. Nhà ga trung tâm Bến Thành được thiết kế phù hợp với cảnh quan kiến trúc xung quanh và sẽ được kỳ vọng là một trong những biểu tượng công trình công cộng mới của thành phố Hồ Chí Minh hiện đại. Ngoài phục vụ hành khách tuyến metro số 1, ga ngầm Bến Thành còn là điểm trung chuyển, kết nối các tuyến metro khác như tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên và tuyến metro số 4 Thạnh Xuân khu đô thị Hiệp Phước. Vì vậy, ga ngầm Bến Thành còn được gọi là nhà ga trung tâm Bến Thành. Nhà ga trung tâm Bến Thành được thiết kế ngầm với chiều dài 236m, rộng 60m, có độ sâu khoảng 32m, quy mô gồm 4 tầng hầm. Tầng 1 gồm sảnh chờ, bán vé. Tầng 2 và tầng 4 là sân ga. Tầng 3 gồm phòng xử lý không khí, phòng cấp điện, phòng nghỉ của nhân viên. Là nhà ga có số lượng lên xuống nhiều nhất với 6 lối kết nối. Cụ thể, lối số 1 và số 2 tại khu vực công viên 23 tháng 9. Lối số 3 tại đường Phan Chu Trinh, bên hông chợ Bến Thành. Lối số 4 và số 5 được nối trực tiếp vào tầng hầm của dự án Spirit of Sài Gòn. Lối số 6 còn lại nằm ở vỉa hè góc đường Hàm Nghi, bên hông tòa nhà của công ty vận tải đường sắt. Nhà ga Bến Thành thuộc gói CP1A đang thi công các hạng mục chính như công tác đào đất, gia công ván khuôn và cốt thép tại các lối lên xuống và tháp thông gió. Công tác đổ bê tông cho kết cấu đạt 84%. Việc thi công kiến trúc, cơ điện dự kiến sẽ bắt đầu sau khi nhà thầu bàn giao trước một phần tầng hầm B2. Còn tiến độ hầm đào hở trên đường Lê Lợi là một hạng mục công trình cùng thuộc gói thầu CP1A có kết cấu phức tạp, là đoạn chuyển tiếp từ đi song song phía nhà ga Bến Thành đi chuyển tiếp thành hai đoạn hầm đi trên đi dưới để kết nối với ga nhà hát thành phố. Hạng mục đang được khẩn trương triển khai thi công, dự kiến hạng mục sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021 cùng lúc hoàn thành với nhà ga Bến Thành. Tổng tiến độ đến nay của gói thầu CP1A cho hai hạng mục là nhà ga Bến Thành và hầm đào hở Lê Lợi đã đạt được 81%.